và cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó, thực ra thông tin này đó là thông tin liên quan tới à, tại sao mà Cointelegraph nghĩ là công ty Grayscale sẽ là một công ty đẩy cái sự tăng trưởng về mặt giá cả của Bitcoin trong thời gian tới đây. Thì nếu như mà các bạn không hiểu cái cách vận hành của công ty Rescale đó thì bài viết này cũng rất là khó hiểu với bạn. Thì để tôi chia sẻ là tại sao mà chúng ta lại phải quan tâm đến công ty Rescale. Có thể như bạn nói là những cái công ty tại sao họ không tự đi thu mua Bitcoin đi rẻ hơn là đi thu mua cái cổ phần của GBTC tại vì các bạn cũng đã biết là công ty Rayscale này là một công ty mà họ thu mua Bitcoin, Ethereum và nhiều những đồng khác sau đó là họ để những cái đồng crypto đó vào cái quỹ đầu tư và họ bán cổ phần của quỹ đầu tư đó cho những nhà đầu tư thì tại sao mà những nhà đầu tư đó lại đi mua cổ phần trong khi mà cổ phần đó cái giá mắc hơn là họ tự đi mua Bitcoin thì thường giải thích cho các bạn hiểu là cái cách vận hành của Rayscale này nó rất là đặc biệt thì công ty Rescale này đó là một công ty mà các bạn có thể là mua cổ phần mà các bạn có thể là dùng tiền để mà mua hay là các bạn có thể dùng crypto để mà mua. Có nghĩa là các bạn có thể dùng cả hai. Mỗi lần mà công ty Rescale này chấp nhận cái thằng mới và chấp nhận cho các bạn đầu tư vào quỹ của họ đó thì các bạn có thể là đưa tiền vào hay là đưa đồng vào và rất nhiều công ty lựa chọn là họ sẽ để Bitcoin vào để mà lấy cổ phần của công ty Rescale. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được đó khi mà các bạn mua Bitcoin đi giả sử như là Bitcoin là cái mức giá là khoảng chừng là 30.000 đi thì khi mà các bạn lấy cái cổ phần của GBTC các bạn sẽ bán trên thị trường có thể là cổ phần đó lên tới cái mức giá là 33.000 thậm chí là 36.000 có nghĩa là các bạn có thể là có được cái phần lợi nhuận là 10 cho đến 20% tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là nhiều công ty ở trên Wall Street đó họ không có khả năng để mà tự mua Bitcoin tại vì họ không có cái cách nào để mà lưu trữ an toàn hết và họ cũng không muốn lưu trữ phiền phức như vậy họ chỉ muốn có một cái loại đầu tư nào đó mà có thể lên giá khi mà giá Bitcoin lên và họ cũng không cần biết là cái cổ phần của công ty Rayscale đó mắc hơn là mua Bitcoin như thế nào tại vì thường đã chia sẻ với các bạn đó là khi các bạn đầu tư thì chúng ta không nên nhìn vào cái công cụ đầu tư đó là giá bao nhiêu mà các bạn phải nhìn vào là lợi nhuận là bao nhiêu các bạn thấy được đó là giả sử như công ty đó muốn đầu tư một triệu đô la đi thêm một triệu đô la họ đi mua Bitcoin hay là một triệu đô la đó họ đi thu mua cổ phần của GBTC có nghĩa là cổ phần của công ty Rayscale mà Bitcoin hay là công ty Scale đó tăng trưởng lên 10% thì các phần lời của họ cũng là 100 ngàn mà thôi không gì khác biệt hết cho nên những công ty lớn họ cũng chẳng quan tâm đến là cái sự khác biệt giữa cái cổ phần của GBTC và Bitcoin thật sự được như thế nào và các bạn thấy được đó là mỗi lần mà những cái công ty lớn họ để Bitcoin vào trong quỹ đầu tư của công ty Scale này để mà lấy cổ phần đó thì cái cổ phần đó sẽ bị lóc lại trong thời gian là 6 tháng Tuy nhiên là trong 6 tháng họ không bán được Mặc dù là họ biết là cổ phần đó cái giá so với cái giá Bitcoin trên thị trường nó là cái giá cổ phần đó có thể là mắc hơn nhưng mà họ không bán được cho đến khi nào cho đến khi mà 6 tháng sau thì họ mới có thể bán cổ phần đó và khi mà có thể bán được họ sẽ bán và họ lấy cái phần lời đó họ làm gì họ sẽ đi thu kho tiếp để làm gì để mà họ bỏ vô quỹ đầu tư re-scale này để cho họ có thêm cổ phần và cổ phần đó 6 tháng sau họ lại có thể là bán có lời họ lại đi thu mua Bitcoin và mỗi lần mà nhiều Bitcoin được thu mua như vậy để vào trong công ty Rayscale thì các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin đó sẽ mất đi trên thị trường và cái số lượng Bitcoin đó bị mất đi có nghĩa là cái nguồn cầu mất đi mà nguồn cung như vậy là tăng lên thì sẽ dẫn đến là giá cả tăng lên cho nên các bạn thấy được đây là một trong những cái điều rất là quan trọng để các bạn hiểu được là tại sao mà công ty Rayscale là quan trọng với sự tăng trưởng của giá cả của Bitcoin như vậy thì tôi hy vọng là tôi giải thích như vậy các bạn hiểu được là cách vận hành như thế nào và điều quan trọng hơn hết là các bạn thấy được là cái ngày kế tiếp mà những nhà đầu tư của cổ phần GBTC sẽ có thể bán cổ phần của mình đó chính là ngày nào đó chính là các bạn thấy được là ngày 3 tây tháng 2 ngày mai có nghĩa là ngày mai rất nhiều những công ty họ có thể là bán cổ phần GBTC của mình có nghĩa là họ đã qua khỏi 6 tháng rồi không bị lóc nữa và khi họ bán cổ phần đó họ sẽ lấy tiền và họ sẽ đi thu một bitcoin sau đó họ sẽ đẩy Bitcoin đó vào trong cái quỹ đầu tư GBTC và sau đó họ lại lấy cổ phần đó và sáng tháng sau đó lại bán giống như là gần như là họ có thể là được một cái phần trăm lợi nhuận gần như là ứng định mà không cần quan tâm đến cái sự lên xuống của thị trường thì đây là một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu đương nhiên đây chỉ là trong cái thời gian hiện bây giờ mà thôi không phải là lúc nào cũng như vậy các bạn thấy được đây là sự thật trong thời gian từ năm 2018 cho tới bây giờ có nghĩa là trong từ năm 2018 cho tới bây giờ lúc nào cái giá cổ phiếu của GBTC cũng cao hơn là cái giá của Bitcoin nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà ít ra bây giờ đây là một trò chơi mà những nhà đầu tư lớn à, sử dụng để mà kiếm được lợi nhuận gần như là chắc chắn trong những crypto này tại sao mà họ cứ thu mua Bitcoin mà họ cũng chẳng cần biết là Bitcoin sẽ lên thì xuống kế tiếp chúng ta hãy nói tới những cái thông tin của ngày hôm nay thì để hùng refresh channel lại đây chính là cái số lượng Bitcoin mà được đưa vào và rút ra của ngày hôm nay thì thường zoom vào các bạn thấy được là có một cái sự kiện đó chính là tuần vừa rồi các bạn thấy được là có rất nhiều ngày khi mà các bạn thấy cái đường màu đỏ này mà đi lên đó có nghĩa là nhiều bitcoin nạp vào hơn là rút ra đi xuống như là ít bitcoin nạp vào hơn là rút ra và trong tuần vừa rồi các bạn thấy là có rất nhiều ngày cái số lượng bitcoin nạp vào so với rút ra đó là nạp vào nhiều hơn nhưng mà các bạn thấy là trong dòng mấy ngày qua đã có sự thay đổi là liên tục 3 ngày, các bạn cũng đã biết là ngày 26, 27, 28 thường là chia sẻ trước đây là ba ngày này liên tục có cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn và đặc biệt là các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin lớn rời khỏi sàn ngày 31 tây 20,7 nghìn Bitcoin đã rời khỏi cái sàn ngày đó Và các bạn thấy được là ngày hôm nay cũng có cái số lượng Bitcoin đi ra khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào Đây là cái tình hình của Bitcoin hiện bây giờ Tuy nhiên chúng ta không thấy cái hiện tượng là nhiều Bitcoin được nạp vào trong thời gian mấy ngày qua kế tiếp thì một trong những điều mà nhiều người chỉ trích bây giờ đó đó chính là tại sao mà giá bitcoin đó có nhiều cái thông tin tốt nhưng mà giá không tăng thực ra mà nói đây là cái tài liệu của ngày hôm qua một số bạn hỏi thuận là Thuận nói là tại sao mà cái lời phát biểu của elon musk lại không là mạnh thường ý giá cả mà thường vẫn chưa có giải thích thì một trong những điều có thể là thường không giải thích rõ một trong những cái hiện tượng chúng ta thấy trong dòng mấy ngày qua đó chính là những thời đào bán rất là nhiều và một trong những cái hội đào bán nhất nhiều trong thời gian đây đó chính là f thì rất nhiều người bây giờ chỉ trích f đó là tại sao họ lại bán nhiều bitcoin như vậy khiến cho giá cả đi xuống thường cảm thấy điều này cũng hơi vô lý tại vì cái mình thấy được là f 2 là một cái hội đào và đào bitcoin đó là một cái chuyện làm ăn có nghĩa là một người nào đó mở một xưởng đào đây là một cái cách làm ăn của người ta người ta đào bitcoin để làm gì để kiếm lợi nhuận thì khi mà đào bitcoin ra Bitcoin phải được bán chứ nếu như hiện Bitcoin mà không bán thì họ lấy tiền đầu để mà trả mặt bằng trả nhân viên trả máy móc trả tiền điện vân vân cho nên không thể nào mà các bạn ép một hội đào không bán được cho nên việc mà nhiều người bây giờ chỉ trích hội đào ép Jupiter bán Bitcoin thường cảm thấy là cũng không có nhiều lý lẽ tại vì thường cảm thấy là một thị trường tự do thì ai muốn mua ai muốn bán đó là chuyện của người ta nhưng mà điều mà thường muốn nói với các bạn ở đây đó là chúng ta nhìn vào cái tài liệu minus MPI có nghĩa là thời gian gần đây thời đào còn bán nhiều nữa hay không thì các bạn thấy được là tin bây giờ đó ngày hôm qua thì chỉ số này đã đi xuống 1,99 có nghĩa là dưới số 2 thì nghĩa là thời đào không bán nhiều nhưng mà trên số 2 nghĩa là bán nhiều. Thì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì cái số lượng thời đào bán lại tăng lên nữa 2,44. Có nghĩa là tóm tắt lại là thời đào bây giờ vẫn là một đơn vị bán rất là nhiều. Bắt đầu từ cái ngày là 24 tới bây giờ, thời đào là một những đơn vị mà bán liên tục bán rất nhiều. Đây là trả lời những câu hỏi cho những bạn nào muốn biết là bây giờ ai đang bán. Những người bán, bán bây giờ là những người thời đào chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin kế tiếp các bạn thấy được là cái số lượng đồng ổn định trên sàn vẫn còn rất là nhiều và thậm chí ngày hôm nay thường lại nhận thêm mà bài cái thông báo từ crypto khoan là có rất nhiều người vẫn đang tiếp tục nạp đồng ổn định trên sàn và các bạn thấy được là những đồng định trên sàn bây giờ rất là nhiều tôi thấy là có một cái comment cũng rất là ý nghĩa nói là bây giờ rất là rõ ràng các bạn có thể nhìn thấy những thông tin ở trên crypto khoan là có rất nhiều đồng ổn định đang chờ sẵn trên sàn để làm gì để cho khi mà giá Bitcoin đi xuống thì những người này có thể mua được Bitcoin với cái giá rẻ đó lý do tại sao mà nhiều người tin tưởng là cái mức 33.000 hay là 30.000 là những cái mức mà chúng ta có thể thấy cái dùng hỗ trợ trong thời gian ngắn hạn nhưng mà nhiều người lại nói là những cái voi cũng thấy cái tài liệu tương tự thôi thì họ đương nhiên là không muốn Bitcoin xuống tại vì họ sẽ không muốn nhà tôi riêng lẻ có thể mua được Bitcoin với giá rẻ cho nên hiện tượng này họ sẽ tiếp tục đẩy giá lên để cho những nhà đầu tư riêng lẻ có số lượng tiền lớn ở trên sàn đó, những đồng ổn định trên sàn họ sẽ mất kiên nhẫn và phô mô vào để mà đẩy giá lên cao hơn thì thường thấy đây cũng là một cái sự có thể xảy ra các bạn thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ hầu như là cũng đã có một cái sự mất kiên nhẫn các bạn thấy được là lên liên tục nhiều ngày nhưng mà từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì đã có một cái sự đi xuống một chút xíu mà thôi cái số lượng đồng ổn định trên sàn vẫn còn rất là nhiều chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nhưng mà nếu như cái số lượng ổn định này các bạn thấy là lên tới là gần 5 tỷ đô la mà đẩy vào những crypto như là Bitcoin, Ethereum thì các bạn có thể tưởng tượng cái sự tăng trưởng như thế nào. Vấn đề bây giờ là ai lì hơn ai, ai có kiên nhẫn hơn ai mà thôi. Nếu như mà giá cứ tăng lên 36, 37, 38 ngàn hay là Ethereum lên tới 2 ngàn, 3 ngàn thì các bạn có nghĩ là những nhà đầu tư riêng lẻ này có số lượng động định lớn trên sàn có kiên nhẫn hay là không hay là họ sẽ FOMO để mà đẩy giá lên. Đây là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi còn về Ethereum thì các bạn thấy là tình hình cũng như vậy, có nghĩa là chúng ta thấy là Ethereum vẫn tiếp tục và tiếp tục bước đi trên sàn. Đây là một trong những điều mà thằng nghĩ là nhiều người vẫn chưa có nhận ra được. Thường đã chia sẻ thông tin này là trong vòng mấy tháng qua rồi. Và giá của Ethereum cứ lên và lên và lên trong vòng mấy tháng qua và tình hình này sẽ tiếp tục và tiếp tục như vậy. Tại vì thằng nghĩ là hàng ngày đều có Ethereum được nạp vào mạng lưới Ethereum. .0. Ethereum lại được thu mua và đem vào những cái ví chứa lạnh. Ethereum lại được thu mua để mà sử dụng những ứng DeFi. Cho nên là Ethereum là một chuyên đồng mà thường đang rất tập trung ở thời điểm hiện bây giờ Tôi nghĩ đây cũng không phải là một điều gì mà quá bất ngờ Chúng ta thấy Ethereum đó thì cũng có một cái thông tin khác nữa Trong cái tuần kế tiếp Đó chính là ngày 8 tháng 2 sẽ là ngày mà CME sẽ có cái Ethereum Futures Và nếu như mà chúng ta có được thông mạnh đó, trước ngày 8 tháng 2 thì các bạn cần phải cẩn thận Tại vì có thể là có những cái đợt xả hàng trước ngày 8 tháng 2. Bây giờ thì nếu nói phong mạnh thì cũng chưa. Các bạn thấy là premium vẫn xoay quanh 1.500 đô. Bây giờ là 1.541. Nhưng mà thời điểm bây giờ cho đến ngày 8 tháng 2 là còn khoảng 6 ngày nữa. Mà nếu chúng ta thấy cái sự phong mạnh thì các bạn cần phải nên cẩn thận. Tại vì các bạn có thể thấy được cái sự xuống giá trước ngày 8 tháng 2. Đây là điều mà đã xảy ra đối với lại Bitcoin năm 2017. Và ngoại trừ điều đó ra thì có một số những điều khác thường muốn nói với các bạn Trong đó chúng ta có cái tài liệu liên quan tới XRP thì có một số bạn đó, có thể là không có theo dõi nhiều video của Thuận Cho nên nói là gần đây khi mà Thuận đã bán hết tập XRP Để mà đẩy qua Ethereum thì Thuận lại có những cái video nói xấu với đồng XRP Thì có thể là các bạn ít xem video của Thuận Các bạn cũng đã biết là kênh này đã có 3 năm rồi Thuận có vô số và vô số và vô số những cái video liên quan tới XRP và cảm nhận của Thuận liên quan tới XRP đó trước đây không thay đổi Các bạn thấy được là đây là cái video 288 2 năm trước À, liên quan tới XRP phóng đại vốn hóa 6 tỷ USD thì thuận đã chia sẻ rất là nhiều cái nghiệm của thuận về XRP trong thời gian mà thuận vẫn đầu tư vào đồng XRP tại vì cái suy nghĩ của thuận đã không thay đổi nhưng mà nhiều bạn đã nói là tại sao thuận không thích mà lại đi đầu tư đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau các bạn thấy được là không thích và không đầu tư không liên quan đến nhau các bạn có thể không thích một cái loại đầu tư nào đó nhưng mà các bạn vẫn đầu tư tại vì có thể là có lời các bạn cũng nhớ là năm 2017 năm 2018 nó thường đã tại nói về bitcoin rất là nhiều tại vì thời điểm đó có rất nhiều người ghét bitcoin ai cũng nói bitcoin chậm ai cũng nói bitcoin không phải là tương lai ai cũng nói là bitcoin sẽ nhanh chóng à, bị đẩy lùi và bitcoin sẽ không có thể nào là tiếp tục giữ vị trí thứ nhất nữa đây là điều mà được nói tới trong vòng 4 năm qua và các bạn đã thấy là 4 năm sau thì như thế nào 4 năm sau bitcoin vẫn là đồng đứng đầu thị trường này vẫn là một đồng mà cả thị trường này đều phải đi theo xu hướng của Bitcoin. Kế tiếp là cái thông tin liên quan tới Jeff Bezos thì có thể nhiều bạn có thể nhận được thông tin là Jeff Bezos bây giờ là CEO của công ty Amazon thì Jeff Bezos sẽ rời khỏi vị trí là CEO uh, sau cái quý 2 thì người kế tiếp sẽ trở thành CEO của Amazon sẽ là Andy Jassy và bây giờ có nhiều bài viết nói Andy Jassy là một trong những người mà thích crypto thường cũng không biết nhiều về người này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi coi coi là những thông tin này có thật sự là dẫn đến là công ty Amazon sẽ có một cái sự tiến tới đối với những crypto này hay là không Các bạn cứ nghĩ đi, khi mà PayPal hỗ trợ crypto thì giá như thế nào, nếu như mà Amazon hỗ trợ crypto thì cũng không dám nghĩ là giá sẽ ra sao Một thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới GameStop thì Đáng tiếc là các bạn thấy GameStop lại tiếp tục đi xuống ngày hôm nay Xuống 60% khi mà đóng cửa chỉ còn có 90 đô mà thôi Và after hour có nghĩa là sau đóng cửa Thì giá của GameStop lại tiếp tục đi xuống 5,33% xuống còn 85 đô Những nhà đầu tư lẽ lẻ không có ổn lắm Các bạn thấy được là nếu như mà muốn tiếp tục đẩy lùi những cái short seller Những cái công ty hedge fund đó, thì tiền phải tiếp tục được đưa vào Và tiếp tục được đưa vào để mà đẩy giá lên nhưng mà các bạn thấy được bây giờ đó, cái subreddit Wallstreetbets có rất là nhiều người à, kêu gọi là đầu tư vào bạc, kêu gọi là đầu tư vào những cái cổ phiếu khác khiến cho thường cảm thấy là nó đã không giống như cách đây một tuần khi mà mọi người đều chú tâm để mà đẩy giá GameStop lên cao. Và hiện bây giờ, các bạn thấy được là GameStop vẫn đang bị hạn chế mua bởi những ứng dụng như là Robinhood. Một thông tin khác nữa thường muốn chia sẻ với các bạn để thường cảm thấy đây là một cái tài liệu rất là thú vị. Tại vì cho các bạn thấy được đó, đây là cái tình hình của thị trường. À, chứng khoán của Hoa Kỳ trong dòng năm 2001 cho tới bây giờ thì những cái dấu màu đỏ này đó là những cái đợt mà chúng ta thấy có những cái dịch bệnh xảy ra như là các bạn thấy được là uh, SARS của năm 2003, avian flu của năm 2006, swine flu của năm 2009, virus MERS uh, vào năm 2012 Ebola vào năm 2014, Zika vào năm 2016 và cái dịch bệnh của thời điểm bây giờ thì một điều mà các bạn thấy rất, rất rõ ràng đó là nhiều người nghĩ là dịch bệnh sẽ dẫn đến là thị trường sẽ sụp đổ nhưng mà trên căn bản các bạn nhìn vào lịch sử đó dịch bệnh không phải là một điều dẫn đến thị trường sụp đổ các bạn thấy được là mỗi lần mà dịch bệnh xảy ra nên thì giá cả cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng lên và tăng lên mà thôi và chúng ta nhìn vào một điều khác nữa đó các bạn thấy là nhiều người có thể nghĩ là Hoa Kỳ là một nơi mà rất tiến bộ về công nghệ nhất là công nghệ thanh toán nhưng mà cái biểu đồ này đã cho chúng ta thấy một cái nhìn hoàn toàn khác các bạn thấy được là cho đến năm 2020 mới đây thì các bạn thấy được là cái nơi mà có nhiều cái sự tiến triển nhất khi chúng ta nói tới là công nghệ thanh toán đó chính là ở châu Á cái đó là ở châu Âu rồi mới tới châu Mỹ và cuối cùng là những nước khác các bạn thấy được là châu á bây giờ là những nước dẫn đầu trong cái kỹ nghệ thanh toán có nghĩa là chúng ta thấy là mỹ đó trước đây ở hoa kỳ đó thì thanh toán bằng thẻ tín dụng coi như là đứng đầu của thế giới trong khi là nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục sử dụng tiền mặt nhưng mà các bạn thấy là trong vòng 20 năm qua khi đã có nhiều sự thay đổi bây giờ những nơi như là trung quốc đi bạn thấy là trung quốc hay là ở ấn độ thì đã ít dùng tiền mặt hơn và cũng không có dùng thẻ tín dụng nữa họ dùng những cái cách khác như là thanh toán sử dụng cái điện thoại mà bây giờ hoa kỳ vẫn chưa áp dụng cho nên về mặt là ngăn chặn crypto đó tôi nghĩ là sẽ khó xảy ra ở hoa kỳ tại vì chẳng khác gì mà hoa kỳ muốn tiếp tục thụt lùi thêm nếu như mà hoa kỳ không chấp nhận crypto thì tôi nghĩ là hoa kỳ sẽ tiếp tục bị thụt lùi tại vì những nước khác sẽ chấp nhận crypto và đây là những cái thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thường biết là cái video này cũng khá dài nhưng mà thường hy vọng là các bạn nhớ đi nhiều giá trị trong cái video này cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video ngày hôm nay thì ở phần cuối video này thường muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital và nhiều bạn có thể biết là bản thân thường chỉ thích hô và đầu tư dài hạn nên là trung bình giá thường thì không có thích trade hàng ngày nhưng mà thông tin này dành cho những bạn nào mà đang tìm hiểu những sàn giao dịch thì trước hết chúng ta có những ưu đãi liên quan tới sàn margin FX đây là một cái sàn margin nhưng mà hiện bây giờ là không có hỗ trợ Hoa Kỳ nhưng mà những cái nơi khác là có thể được sử dụng như là ở Việt Nam, ở Canada vân vân và bây giờ sàn FX đang có một cái đợt ưu đãi liên quan tới tết Việt Nam và trong đó chúng ta có những chương trình đầu tiên hết là cuộc thi demo có nghĩa là các bạn có thể là tham gia với tài khoản thử nghiệm nhưng mà có thể được được, được thưởng độc tether và tổng giải thưởng trị giá lên tới 2998 998 chương trình thứ nhì là cạnh tranh tài khoản thật và các bạn thấy được là cạnh tranh tài khoản thật đó là chúng ta có thể đạt được cái tổng giải thưởng lên đến trị giá là 12.800 đồng USDT và cuối cùng hoạt động thứ ba là chia sẻ lợi nhuận với bạn bè để giành được thưởng may mắn và các bạn thấy được là cái tổng số giải thưởng có thể lên tới 1.000 103 đồng Tether. Để những cái thông tin căn bản các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới này để tìm thấy những thông tin chi tiết hơn. Và ngoài ra như mà nào mà đăng ký tài khoản mới đó thì 20 người đăng ký đầu tiên sẽ được 1.000 điểm Snap. 80 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 500 điểm Snap. Và 100 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 250 điểm Snap. Và chương trình này các bạn thấy được là sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1 và kết thúc vào ngày 4 tháng 2. Và đương nhiên các bạn cần phải sử dụng link giới thiệu của Thuận Capital bằng cách là bấm vào link đăng ký. Hay là các bạn có thể thêm vào cái mã là WQ38OB khi mà các bạn đăng ký sàn Fx Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một sàn khác cũng là một sàn margin nhưng mà có hỗ trợ US Trader Đó chính là sàn EMT Thì sàn này là một cái sàn mà hiện bây giờ các bạn thấy được là có deposit bonus Cái nghĩa là các bạn có thể được thưởng và giải thưởng có thể lên tới là 620 đồng USDT Các bạn có thể được thưởng cái deposit bonus lên tới 400 USDT và cộng vào đó nữa là các bạn có thể được thưởng thêm 220 đồng USDT khi mà các bạn hoàn thành một số nhiệm vụ và sàn này là một sàn mà cho các bạn sử dụng margin cũng như là các bạn có thể là sử dụng những cái chức năng như là chức năng copy trade và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới sàn Binance năng quốc tế sàn này thường nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều đây là sàn lớn nhất hiện bây giờ và các bạn tham gia thông qua link thuận khác được các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường và 10% phí giao dịch futures. Các bạn chỉ cần bấm vào 1 trong 2 link này các bạn sẽ được thưởng cả hai. Các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là bên dưới sẽ để là kickback rate 20%. Đây là một chuyên dẫn chứng là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua link thuận capital. Một lần nữa các bạn chỉ cần đăng ký 1 trong 2 link thôi thì các bạn sẽ được thưởng phần thưởng cho cả hai futures và giao dịch thông thường. Kế tiếp là sàn Binance US. Đây là sàn mà dành cho những bạn nào mà đang ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia vào và đương nhiên những dịch vụ mà thường mới vừa nói tới các bạn có thể là bấm vào cái link màu xanh lá cây đăng ký giúp hỗ trợ thì bên nhóm của thuận sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này cũng như là kết nối với các bạn với lại những cái telegram chính thức tiếng việt của dịch vụ này và chúng ta cũng có sàn bybit một sàn margin trên đất nổi tiếng mà thuận làm video gần đây các mà thấy được là sàn này là một sàn mà hiện bây giờ cũng không hỗ trợ hoa kỳ nhưng mà những bạn khác ở những nước khác thì có thể đã sử dụng và bây giờ sàn Bybit đang có một cái chương trình rất là lớn Các bạn có thể được thưởng lên tới 620 đô la Và đây là một cái chiến dịch đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 5 tây tháng 2 Và nói trở lại liên quan đến sàn MT thì các bạn thấy được là cái bonus này sẽ kết thúc vào ngày 26 tây tháng 2 Cho những bạn nào mà có hứng thú Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn mà rất đầu tiếng ở Hoa Kỳ đó chính là sàn Coinbase Đây là một cái sàn mà cho những bạn mới sử dụng, rất dễ sử dụng Các bạn có thể là đăng ký thông qua liên thuận capital các bạn sẽ được tặng 10 đô la sau khi mà deposit và mua 100 đô la bất cứ một cái crypto nào. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ nói tới ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng tham gia để mà các bạn có thể được lãi hàng tháng và bây giờ các bạn có thể được bonus deposit lên tới 250 đô khi mà sử dụng link của thuận capital. Đây là một dụng mình thường đã sử dụng gần như là một năm nay và kế tiếp đó chính là crypto CryptoQuant. Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta sử dụng dữ liệu của crypto CryptoQuant rất là nhiều ở trên channel này và các bạn có thể được thưởng 30 đô la credit khi mà các bạn nâng cấp tài khoản thông qua link của Thuận Capital. Và đây là những dịch vụ mà Thuận muốn giới thiệu với các bạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.